Nó có một đĩa không ăn gì. Thả về thiên nhiên nghe anh chị. Đây là ghe biển, ghe biển nhiều lắm chị. Bò ở trong hốc đá là nhiều lắm. Ghe biển, cua biển ở trong hốc đá nhiều lắm. Thả về thiên nhiên nghe anh chị. Ý da thả ra đi về thiên nhiên. Hai chốc. Đây giờ phối làm gì? Cái dòng gì vậy? Ngọc Trang. Mẹ Nam Hải ở Cổ Thạch, Bình Thuận, nghe quý của chú anh chị các bạn. Núi ở ngoài kia là biển Đông, nhà hàng đồ dịch vụ điều đây cũng còn hoang sơ đâu quý cô chú chị bạn. Mẹ Nam Hải Cổ Thạch. Chú tới đây cúng chị các bạn, cúng cầu bình an, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Xa kia là tàu biển quý của chú chị các bạn. Xa kia là mấy tàu đang đánh bắt đang gần bờ. Cổ Thạch thì cũng nhiều chùa miếu lắm nha quý cô chú anh chị các bạn. Mình cũng đi mấy lần mà không biết đây chùa miếu gì. Miếu ông cọp. Miếu nhiều lắm không? Còn cái Phật Hy Lạp kia nữa. Đi đường hướng này nè, còn cái Phật Hy Lạp cho nên bự lắm. Dạ. Còn đây là chùa. Có cái đường mòn đi ra biển luôn, cái đường mòn đang. Dạ đúng rồi. Đây miếu và có thạch nhiều lắm quý cô chú anh chị mà. Ngoài chùa ra miếu nhiều. Nay còn hoang sơ đó quý cô chú chị các bạn, không có dạng khai thác gì, còn hoang sơ. Đây là chùa. Chùa lớn ngày hôm nay quý cô chú chị các bạn, hay cổng chùa lớn. Miếu đồ nhiều lắm quý cô chú chị các bạn. Cổ Thạch, Bình Thuận nha. Đâu đi xuống đây, đi lên đây nè. Mình đi lên trên đây nè, không đi xuống đây. Anh đi đường đó cũng được, đi đường này cũng được. Đường kẹt khó nha. Mua nước là cần phải chuẩn bị. Cái này nó cũng nhẹ, nó hở, nó tỉnh mạch cũng nhẹ, chạy cho em uống cái gì.
bông đẹp chú anh chị. Ghe người dân đang thả lưới, quý cô chú anh chị các bạn. Neo đang thả lưới, anh bắt hải sản, cua ghẹ rồi. Các bạn cũng thạch, cũng trong lắm nha quý cô chú anh chị các bạn. Toàn đồi núi không anh chị? Nè, có cái cây bông gì đẹp quá. Này còn quan sơ lắm quý cô chú anh chị các bạn. Cái gì giống trái dầu ống á quý cô chú anh chị các bạn.